Ok và chào các bạn. Hiện tại mình đang ngồi ở Yomo, Long Biên, Hà Nội. Và ngày hôm nay thì mình đang chơi một trò chơi rất là hay. Các bạn nhìn thấy mình đang ở đâu? Mình đang ngồi đây để chơi một trò chơi trốn tìm. Tại sao mình chơi trốn tìm vào cái thời điểm mà gần hết Tết đúng không ạ? Ngày hôm nay mình sẽ có một buổi hẹn bí mật với cả một đám quạt của mình. Nên là mình sẽ gọi là ngồi đây gửi một cái định vị và để cho các bạn ý tự tìm mình. Đó, do là mình bị bom. Mình đã hẹn 3 giờ có mặt, nhưng bây giờ là 3 giờ 40 phút rồi mà nó bom mình. Nên là mình sẽ quyết định là gửi định vị cho mấy đứa quạt mà tự tìm mình chơi trò trốn tìm chơi các bạn. Cái chặt chừng hẹn 3 giờ 40 chưa đến thì xem có đâu ấy. Sau một hồi ngồi nhìn vòng vòng thì vẫn chưa nhìn thấy một nhân vật nào xuất hiện cả. Mình đã nói với các bạn ý rằng là mình ngồi ở ngay chỗ đối diện KFC mà không hiểu sao hội những quạt cực mạnh của mình vẫn không thấy một gương mặt nào xuất hiện hơn nửa tiếng đồng hồ. Nếu mà mình không nhầm thì cái uyên xe lăn nó đang gọi là ở sau cái chỗ cái nhà KFC này, bạn này nó ở sau này. Và bây giờ đáng nhẽ Uyên sẽ cần phải đi ở đây và Chi Thối phải đi ở đây. Đi ra phía ngoài này sẽ nhìn thấy mình đang ở bên tút bên trong. Và nhìn ra ngoài bãi đỗ xe thì sẽ mất bao nhiêu lâu nữa mới tìm thấy mình nhá. Mình đã chụp ảnh cả con đường này rồi, vòng một cách nào đấy vẫn không tìm ra. Sợ bãi chuối ở kia biển KFC. Đúng là chỉ cần đi với biển KFC nhìn vị trí nào mà sao đúng chẳng thấy à. Bãi chuối thật. Mỗi những người top những người mù đường nhất Hà Nội, top 1 Uyên xe lăn. Đây, các bạn nhìn đây, ba gương mặt đại diện của ngày hôm nay đây, đấy, xuất hiện rồi đấy, đấy, toàn các siêu nhân đấy. Ba cục cưng, cục vàng, cục bạc của tôi sau một hồi chạy vòng quanh 800.000 km quanh cái siêu thị Eomo này thì cuối cùng cũng đã tìm thấy tôi rồi. Mình ngồi mình ngắm các bạn chạy qua chạy lại hai vòng xem các bạn chạy đến chỗ nào. Mình thấy các bạn chạy qua đây, các bạn chạy lại không, chạy qua tiếp. Mình thấy các bạn chạy đến bao giờ? Chạy á. Chúng ta có 3 nhân vật, một là bạn coi đẹp trai, hai là Chi Thối, ba là Uyên xe lăn. 3 thanh niên gọi là một kẻ hội những người mù đường Hà Nội nhé bạn. Hội những người mù đường Hà Nội, mình đã ngồi đây, mình nhìn thấy chạy qua chạy lại các bạn. Mình đã chụp cho cả vị trí ở đây rồi mà bằng cách nào đấy mà vẫn không tìm ra được, mình cũng ạ các bạn. Rồi thôi bây giờ thì dẫn các công chúa, các hoàng tử của tôi đi ăn thôi. Đấy, tìm một hồi xong vòng vòng mãi thì cuối cùng cũng đã tìm được nhau rồi. Người lạ nơi cuối con đường. Bây giờ thì tôi sẽ dẫn các bạn ý vào một cái tiệm KFC ở trong siêu thị Eomo. Bởi vì hiện tại trong siêu thị nó phải gọi là cực đông, đông vãi cả chuối luôn. Không hiểu sao người người nhà nhà đổ hết ra siêu thị này, giống như kiểu là mọi người như kiểu là hết chỗ chơi rồi đâu mà tất cả dồn hết về đây. Mà cũng đúng thôi, bởi vì Tết thì làm gì có chỗ nào nó mở đâu. Có mỗi chỗ này nó mở và cực kỳ đông người đã đến tham quan du lịch cũng như là chơi ở đây, khiến cho tôi cảm thấy cái nơi mà yên ổn nhất có thể ngồi ăn ấy là cửa hàng KFC. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ đại diện cho các bạn ý đi chọn và pick món đồ ăn nha. Đấy, các bạn chỉ việc ăn thôi, còn vịt sẽ ngồi chuẩn bị hết cho các bạn luôn. Đấy, ba thanh niên đứng đằng sau thôi, còn mình là đứng lên và gọi món, chọn đồ ăn xem hôm nay chúng ta sẽ ăn gì nào. Có rất là nhiều món ở đây và vịt đã quyết định là sẽ chọn những cái món gà rán truyền thống này, còn vịt thì sẽ ăn là đùi gà nướng bởi vì mình thích ăn đùi gà nướng hơn. Các bạn ý thì đều muốn ăn gà rán nên mình sẽ gọi cho các bạn ý gà rán nha mọi người ơi. Đấy, cứ mỗi lần máy quay lia đến là nó trốn, sợ vãi chuối, là giống như kiểu mình như kiểu bắt cóc trẻ con ấy các bạn ạ. Ảo thật sự luôn ấy. Ok, thôi bây giờ mình sẽ gọi là hôm nay mình sẽ là bao tất nhanh em. Chả mấy khi mà đại ca về Hà Nội được gặp các em, chẳng lẽ mình lại không mời được một bữa ăn tử tế đúng không? Đấy, một mâm gà rán siêu to khổng lồ, siêu lô khổng to đã bưng ra bây giờ đây. Hôm nay thì quán rất là đông, nhưng mà may mắn sao khi mà mình với các bạn ý tiến vào trong quán thì vẫn còn một bàn trống dành cho chúng mình, và vừa vặn là nó đủ cho tầm khoảng 4 đến 5 người ngồi. Và các bạn ý sau khi ổn định vị trí thì mình phát hiện ra là hình như là thiếu cái gì đó. À, thiếu nước chấm các bạn ạ. Đi ăn KFC mà không lấy tương cá với tương ớt thì còn gì là ngon nữa, ngồi gặm gà không thì chán chết. Bởi vậy mình đã quyết định là mình sẽ đứng dậy và đi ra lấy nước chấm cho mọi người nha. Và các bạn biết gì không? Đây mình cho các bạn xem cái này nè. Xem cái này cực kỳ đặc biệt nè. Đấy bạn nhìn không? Đấy một bà áo trắng đi qua nè. Một bà nữa hai. Xong rồi chạy lại. Đấy trời ơi vip vào đồ bạn. Vip vào không? Nhìn nữa này. Trong lúc mà mình đang chuẩn bị lấy nước chấm nè, lại thêm một bà nữa chuẩn bị phi qua nè. Đó hai. Xong chạy qua. Ấy xời. Tôi lạy mấy bà luôn á. Thề luôn lạy mấy bà thật luôn á. Muốn quay chung video clip thì ra đây chúng mình cùng say hi với khán giả, cùng với người xem chứ bác gì cứ hú hò xong chạy qua xong rồi giơ hai lấy lại giơ tiếp. Xong lại hí, xong chạy bất thề. Lúc đấy tôi không để ý các bạn ạ, bởi vì tôi đang đeo cái tai nghe. Còn nếu mà tôi mà nhìn thấy mấy bài ở đấy thề tôi ra tôi tóm cổ tận lơi luôn các bạn, bởi vì tôi cực kỳ ghét cái kiểu là cứ chạy qua cam của tôi xong giơ hai lên nha, tôi ra tôi tóm mắt vào video luôn á. Mình có làm gì bạn đâu, tự bạn tự hủy ấy. Bạn luôn gọi là cảm thấy tự quy trước người khác nên có ai làm nhận đâu. Cái lúc mà mình cần nó im lặng thì chúng nó mình nói một câu nó chát 10 câu. Cái lúc mà mình cần nó nói thì nó im lặng. Cái gì
Sơn biết mấy cái clip của mấy ông công an mà bắt được một cái vụ đường dây đánh bạc kiểu không là mấy đứa cũng y chang thề kiểu bắt được tội phạm ấy, xong rồi nó ngồi nó che mặt của mẹ. Chào Toàn, con ổn không? Thi cử thế nào rồi? Vẫn thế, bạn đâu vẫn thế. Bạn trầm tính hơn, bạn ít nói hơn, bạn chăm học hơn, bạn sát boy nhiều hơn thì bạn mình nghĩ là bạn đến cái hồ tưởng thành hơn rồi chứ. Bạn kể cho mình nghe một năm của bạn đi. Giống như kiểu là người ta, đây là giống như kiểu người ta à, học lớp. Học lớp, học lớp. Học hội đồng niên. Không có gì để nói nhau, ngủ gặp nhau chi chắn. Tôi nhớ cậu đó là cậu không được. Tôi nhớ cậu đó cậu cũng không được. Mình nhớ thì mình phải nói chứ đâu phải nhớ xong đến người tự chỉ nhìn nào. Tôi nhớ cậu. Gặp nghề phải ăn 3 miếng rồi nhớ cậu vẫn không ăn hết một miếng. Ăn đứa ở kia, một đùi ở đây và một miếng phi lê là 3 miếng rồi. Đây là cái vật đó là gì? Thì đồ biến. Mình xong rồi. Đấy các bạn nhìn thấy không? Mình thì ăn rất là ngon lành, rất là vui vẻ, happy khi mà được gặp những gọi là quạt ủng hộ mình ở ngoài đầu Hà Nội. Bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm trời mới được gặp nhau mà các bạn thấy không? Không nói gì luôn. Cứ ngồi đấy mình nói chuyện của mình, xong đến tiết sale thì là đến cái tiết mục gọi là bóc quà. Ừ thôi được rồi, đến tiết mục này nó rôm rả hơn một tí. Thì đâu được rồi, giới thiệu các bạn, đây là món quà làm từ tận tay của bạn Uyên Xe Lăn, à nhầm Uyên Xe Lu. Bạn Uyên Xe Lu đã làm cái cuốn sổ này có rất nhiều những cái hình ảnh nè. Sau tất cả được viết bằng tay nè, được viết bằng bút màu nè, trang trí cực kỳ đẹp và cực kỳ tâm huyết luôn. Cuốn sổ này thì mình cho các bạn xem qua thôi, còn hôm nào thì mình sẽ làm review cuốn sổ này sau nhé, nếu như bạn Uyên cho phép. Và cái thứ hai đó chính là một món quà đến từ bé Chi, rất nhiều đồ ăn đấy, với mục đích là vô béo anh Mr. Dịch. Và cuối cùng đó chính là món quà đến từ bạn Co Ducky đẹp trai đó. Bạn Co dạo này vẽ đẹp lên tay ghê luôn các bạn, thấy không? Tất cả những cái bức thư này đều được bạn Co vẽ tay nè, được trang trí nè đó, và đặc biệt lại còn là cỏ bốn lá, một trong những hình tượng mà mình rất là thích, một hình tượng mà mình vô cùng yêu thích luôn, đã được họa thành một bức thư tay trang trí đầy đủ đẹp đẽ. Bạn Co còn tặng mình rất là nhiều những cái món quà nhỏ nhỏ khác như là những cái đồ chơi đó, các bạn nhìn thấy không? Viết rất là tình cảm luôn, cực kỳ cảm động luôn. Và thậm chí là có rất nhiều những cái món đồ linh tinh khác, và đặc biệt là trong đó có cả một cái gói mì Hảo Hảo nữa. Thực sự đây là một cái signature rất là độc đáo và cực kỳ thú vị, được tặng kèm thêm một lon bò húc chính hãng đến từ phía của bạn Co đẹp trai. Mình cũng đang hơi trầm cảm khi mà chuẩn bị ăn mì tôm và uống bò húc. Và bên này là một cái món, một cái túi bạn ạ. Khi mà mình khui ra thì trong cái túi đấy nó sẽ có rất là nhiều những cái đồ nhỏ nhỏ xinh xinh. Và đặc biệt là mình sẽ review những cái món đồ của bạn Co kỹ hơn, bởi vì nó quá là nhiều thứ tùm lum. Và mỗi một món quà đến từ bạn Co đều là những bất ngờ mà mình không biết là bên trong đấy nó sẽ có cái gì. Và lần này nó là những chú gọi là lính. Những chú lính này như là chú lính chì á, giống chú lính chì bạn, giống chú lính chì một chân á. Nhưng mà đây là một tập thể các chú lính mà đang cầm theo trống này, kèn à. Mình nhìn thấy mấy cái vật phẩm này giống những cái đồ mà chúng ta để có thể treo lên cây thông Noel, cây thông Giáng sinh, hoặc có thể trang trí góc làm việc của mình. Và mình cảm thấy rất là thú vị. Và Co vẫn luôn luôn như vậy các bạn ạ, vẫn luôn luôn là người đã mang đến cho mình những cái món quà nó nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà thực sự là nó sẽ đều có những cái sự bất ngờ ở phía trong đấy, khiến cho mình cũng không bao giờ biết trước được rằng là cậu bạn này sẽ tặng cho mình hoặc là dành cho mình điều gì trong món quà của cậu ấy. Và đây là một cái kẹo đến từ Co thì mình sẽ dành cho bạn Sơn nha. Rồi, sau khi mà chúng mình đã hoàn thành xong cái phần gọi là ăn uống và bóc quà thì bây giờ cũng đã đến lúc chúng mình cần phải đi về, bởi vì thời gian có hạn nên là mình chỉ có thể gặp mọi người được khoảng hơn hai tiếng một xíu thôi. Các bạn fan ở ngoài Hà Nội thì sẽ thiệt thòi hơn các bạn fan trong thành phố Hồ Chí Minh, đấy là không phải lúc nào cũng có thể qua gặp mình được. Những bạn nào đang sinh sống ở trong địa phận thành phố Hồ Chí Minh, nhất là ở quận Thủ Đức, thì đừng quên là qua địa chỉ số 39 đường 37, khu đô thị Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nha. Mình hiện tại đang sinh sống và làm việc ở đây, có cả shop Hero ở đây luôn, cực kỳ xịn sò dành cho những bạn nào mà vừa muốn mua đồ hoặc là muốn gặp Hero Team nha. Nhưng mà nhớ này, chỉ có thể gặp được vào tối thứ bảy thôi, chứ không phải lúc nào chúng mình cũng sẽ có mặt ở shop. Chúng mình sẽ còn phải làm việc hoặc đôi khi chúng mình sẽ phải chạy ra ngoài quay. Nên những bạn nào ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình xin nhắc lại này, đó là Hero Team hiện tại đang mở cửa tiệm và đang ở tại cửa tiệm luôn. Bên phía bên trên là ở địa chỉ 39 đường số 37, khu đô thị Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nha. Hy vọng sẽ được gặp các bạn và hy vọng sẽ được đón chào các bạn tại cửa hàng của Shop Hero và có thể gặp chúng mình vào tối thứ bảy nhé. Và tất cả những bạn nào mà muốn gửi quà cho chúng mình, mà muốn gửi quà tặng cho Hero Team trên cả nước thì nhớ gửi về địa chỉ 39 đường số 37, khu đô thị Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nha. Mình sẽ quay vlog unbox quà của các bạn nha. Đừng lo nha, từ giờ sẽ không có tình trạng thất lạc quà nữa rồi. Bây giờ thì mình đang thực hiện chụp ảnh cùng với cả bạn Co, bạn Chi Thối và bạn Uyên Xe Lăn. Ba bạn này mình sẽ có lẽ không biết là đến bao giờ mới được gặp lại, có thể là 6 tháng nữa,
8 tháng nữa hoặc thậm chí là 1 năm nữa, các bạn ấy đã đi cùng với mình được khoảng hơn 2 năm rồi đó. Hơn 2 năm nay mình đã biết đến sự tồn tại của các bạn đó, và các bạn ấy nói rằng là các bạn ấy đã theo dõi và xem mình phải đến 4, 5 năm trời lận. Nói một cách nghiêm túc thì bình thường mình hay chiêu các bạn ấy thôi, chứ còn thực ra mình cảm thấy rất là biết ơn và trân trọng những cái sự cống hiến và sự cố gắng của các bạn ấy. Nhiều lúc mình nghĩ rằng là nếu như không có những bạn như thế này thì làm sao mà có mình được, nên là mình cảm thấy các bạn ý giống như những người em trai, em gái của mình vậy đó. Mình mỗi lần ra Hà Nội thì mình sẽ cố gắng gặp 1 đến 2 bạn, hoặc có thể gặp càng nhiều càng tốt. Đấy là sự quan tâm đặc biệt của mình dành cho những khán giả hâm mộ mình. Cảm ơn các bạn nhé. Ok bạn, và bây giờ chúng mình đã đi ăn xong rồi bạn. Và hôm nay chúng mình đã gọi là thực hiện một clip rất là đẹp và rất là hay, rất là ý nghĩa của giữa cộng đồng khán giả và nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng YouTube và TikTok. Hy vọng là các bạn sẽ thích video vlog kể của mình, và hẹn gặp lại lần sau, có thể là 1 năm sau. Chúng ta sẽ gặp lại, mỗi năm chúng ta làm vlog 1 lần ở tại Hà Nội. Rồi cảm ơn bạn rất nhiều, bye bye bạn. Yeah, chúc Việt Nam.